Năm 2020, một năm nhiều thách thức với Việt Nam và toàn thế giới bởi sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng mọi mặt kinh tế và đời sống của người dân. Bạn bè, người thân của mình làm trong ngành dịch vụ, tất cả đều bị cắt giảm, thậm chí là bị thôi việc. Những thách thức này cũng là cơ hội để đạt được những thành công ngoài mong đợi. Liệu bạn có dám? Dám bước khỏi vùng an toàn, dám dấn thân vào thử thách mới, dám cho bản thân cơ hội. Lựa chọn một ngành nghề luôn sống khỏe, dù kinh tế toàn cầu suy thoái cách đây hơn 12 năm hay dịch bệnh Covid hiện tại. Bởi con người luôn cảm thấy thiếu an toàn, bấp bênh khi thế giới khủng hoảng. Vì vậy tôi chọn bảo hiểm nhân thọ. Tôi chọn trở thành chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp. Tôi chọn AIA. Chọn AIA. Chọn AIA. Chúng tôi, những chuyên viên tư vấn mới bắt đầu từ vạch xuất phát. Bây giờ khách hàng có tâm lý là sẽ tiết kiệm tiền mặt và vàng. Dịch bùng phát tại các tỉnh thành và giãn cách xã hội. Mọi hình thức làm việc với khách hàng chuyển hướng mới. Tôi cũng như nhiều người đồng nghiệp khác đã đạt được những bước tiến mà trước đây chỉ là mơ ước. Thành công nào đã đến với bạn tại AIA? Công việc hấp dẫn, cuộc sống sôi động, thu nhập không giới hạn. Người gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng và định hướng nghề nghiệp cho nhiều bạn trẻ. Chinh phục AIA thì danh hiệu của Hiệp hội Bạn tròn triệu đô thế giới. Bạn đã làm điều đó như thế nào? Có thể bạn nghĩ sẽ phải có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng bí quyết của chúng tôi là rất đơn giản. Một suy nghĩ rất là tích cực, làm việc một cách là chăm chỉ và luôn cố gắng tạo những cái động lực cho cá nhân của mình. Tôi luôn dành cho khách hàng một sự quan tâm, chăm sóc và sự chân thành nhất. Kiên trì, luôn tự nhủ, tôi có thể làm được và không bỏ cuộc. Cùng với đó là sự hỗ trợ với rất nhiều quyền lợi khi trở thành MDRT từ AIA. Chúng tôi có những đặc quyền tốt nhất trên thị trường ngành bảo hiểm. Covid có là chi khi nhu cầu bảo vệ và sức khỏe ngày càng tăng cao. Mọi tài nguyên của AIA, sản phẩm, công cụ, hệ thống, dịch vụ khách hàng, huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ hùng mạnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Sự nghiệp vẻ vang, cuộc sống sang trang.